Xin chào quý anh chị và các bạn ơi, em Nguyên đây. Thì hôm nay anh chị thấy em có một cái background đẹp không anh chị? Thì cái view này là cái view của ngôi nhà mà em muốn quay và giới thiệu cho anh chị hôm nay. Em thấy ngôi nhà này nó có cái view triệu đô đẹp quá, mà cái giá người ta đưa ra cũng tương đối là rẻ. Rẻ đây không phải là rẻ cái vì cái giá, mà rẻ hơn so với cái giá thị trường. Mà nên em muốn quay và giới thiệu cho anh chị Huyền. Tại vì nếu anh chị có thích thì đây cũng quả thật là một cái good deal anh chị. Căn nhà này nằm ở thành phố Huntington Beach, cây Phọc Nha. Nhà phố biển, nhà ở thành phố biển mà lại có view thành phố như thế này là hàng hiếm đó anh chị. Nhà có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà rộng 2.200 square feet, đất rộng tới 12.000 square feet anh chị. Thì căn nhà này nó original condition rồi. Original condition thôi anh chị. Nhưng mà căn nhà này tại sao em nói là nó rẻ, tại vì căn nhà này hiện tại đang được list với giá là 1.650.000, nhưng mà có một căn nhà kế bên thôi, nó mới bán cách đây có 2-3 tháng trước, nó bán với giá là 2 triệu, gần 2.2 triệu, 2.100.000+ em không nhớ, nhưng mà nó bán gần 2.2 triệu. Thì căn nhà này đang được list với giá 1.650.000. Nhiều anh chị nói 1.650.000 mà rẻ gì, nhưng mà thật ra là nó rẻ hơn so với cái giá thị trường chung quanh đây. Và căn nhà này em thấy có rất là nhiều tiềm năng và nhiều cơ hội mua ở cũng được, mua để đầu tư cũng được, nên em muốn quay và giới thiệu cho anh chị Huyền. Không để anh chị chờ lâu, em mời anh chị vô coi căn nhà này trước nha anh chị. Đây là khu neighbor của ngôi nhà mà em muốn quay và giới thiệu cho anh chị hôm nay. Anh chị thấy ngôi nhà này nằm trong một cái khu neighbor đẹp không anh chị? Nhà nào nhà đó nhìn rất là sang trọng và rất ít xe đậu trên đường nha anh chị. Và đặc biệt một cái điều mà em rất thích của khu neighbor, căn nhà này đó là nằm trong một cái khu cul-de-sac, là khu ngõ cụt đó anh chị. Anh chị thấy không? Không có đường, rất là an toàn, khu rất là bình yên nha anh chị. Còn đây là ngôi nhà mà muốn quay và giới thiệu cho anh chị hôm nay đây. Một ngôi nhà nhìn rất là dễ thương. Rồi, bây giờ anh chị em mình cùng, đầu tiên là mình phải coi chủ nhà người ta có giữ nhà hay không, mà mình phải coi cái landscaping này anh chị. Landscaping em thấy là rất được làm rất là gọn gẽ sạch sẽ. Có một cái đó con đường đi vô nè anh chị. Nhìn rất là gọn gàng. Và mình coi cái cửa sổ nè. Cửa sổ thì em thấy là toàn là những cái cửa sổ không phải là mới, nhưng mà đây cũng hầu như cũng mới upgrade đó anh chị. Không phải là mới tinh, nhưng mà cũng còn rất là nhìn, em thấy còn rất là ok. Rồi, bây giờ mình cùng nhau mình coi nhà. Anh chị coi landscaping đằng trước nè. Trước nhà em thấy rất là đẹp nha anh chị. Và một trong những cái em thích nhất của thích không phải thích nhất, một điều em thích của cái căn nhà này đó chính là một cái long driveway nè anh chị. Anh chị nhìn cái driveway này nè. Đó, một cái driveway rất là dài của ông driveway. Cái driveway này anh chị, mình có thể đậu up to như chiếc xe bằng đó đúng không? Mình 1, 2 chiếc, 4 chiếc, 6 chiếc xe, up to 6 chiếc xe ở đậu trên cái driveway này thôi. Và một cái double car garage. Thì cái cửa garage này em thấy nó cũng cũ rồi. À, cái mái nhà thì cũng cũ rồi, nhưng mà nếu mà sử dụng thì mình còn hoàn toàn có thể sử dụng lại được. Thì khi mình bước vô thì cái cửa mình là double door, nó nằm bên tay trái của em. Rồi, bây giờ anh chị em mình cùng nhau mình vô coi nhà nha. Coi căn nhà triệu đô nó nhìn như thế nào. Rồi, bước vô nhà thì cái đầu tiên của em thích của cái nhà này đó là nhìn cũng rất là open concept nha anh chị. Nhà mà open concept em thích rồi. Nhà cũ, nhà mới chỉ cần vô thấy cái floor plan open concept là thích rồi. Thì bên tay phải của em nè, anh chị thấy không? Đó, có một cái đi thẳng vô là phòng khách. Thôi bây giờ mình vô phòng khách mình coi trước đi. Đó, đi hẳn như là cái không gian phòng khách. Đây là toàn bộ không gian phòng khách rất rộng rãi, rất open concept. Cái ceiling nó cũng rất là cao nha anh chị. Đó, anh chị coi nè. Cái ceiling này chắc có 10 feet á. Đây là toàn bộ không gian phòng khách. Có cái sliding door. Nhà thường thường á, anh chị mà thấy nhà mà người ta có view hay có ánh sáng nhiều, người ta rất là để nhiều cái sliding door. Đây là toàn bộ không gian phòng khách. Thì mình bước vô và mình thấy được toàn bộ không gian phòng khách. Bên kia cái bếp, lát nữa em quay cho chị xem. Đó là không gian phòng khách. Còn bây giờ đây là không gian dining room. Rất là nhiều cửa sổ nha chị. Và em để ý cái dàn cửa sổ này cũng là cửa sổ loại tốt nha chị, chứ không phải là loại cửa sổ rẻ tiền nha. Loại tốt đó. Đây không gian dining room. Và có một cái không, có một cái sliding door để đi ra bát già để ngắm cái view này. Một bát này em ra em quay cái view này cho anh chị. Ngoài cái view này cũng hấp dẫn lắm. Đó. Rồi.
Đây là toàn bộ không, rồi mình qua nhà bếp mình coi. Thì cái đây nói về cái phòng khách và thì em thấy là cũng ok, cái condition này thì có thể vô mình làm, mình không có cần phải thay đổi gì hết. Và em thấy là gót thì như là sàn nè, sàn gót gạch nè anh chị. Rồi cái siêu liền thì em reset sai rồi, nên mình cũng về gần như có thể dọn vô ở được liền. Nhưng mà có một cái điểm là chính là cái nhà bếp nè anh chị. Thì cái nhà bếp này, cái cảm nhận của em á, thì em thấy là nó hơi cũ nha anh chị. Như mấy cái tủ này thì em thấy nó hơi cũ nè. Thì về sử dụng thì hoàn toàn có thể sử dụng vậy thôi. Nhưng mà thì nó cũng là đồ original thôi anh chị. Nói là cũ nát thì không phải là cũ nát, nhưng mà original. Về nếu mình có tiền chút thì mình sẽ upgrade lại vậy thôi. Đó, đây là cái dàn bếp. Đó, như là cái gạch đá, tủ, rồi bếp ga. Bếp ga này cũng cũ rồi nè anh chị, anh đúng không anh chị? Và cái ông khói đó, đây là toàn bộ không gian phòng khách và phòng bếp. Rồi bây giờ mình vô mình khám phá từng phòng coi. Nè, phòng các phòng ngủ thì nó lại nằm bên đây nè, thì khi mình bước vô thì bên đây là không gian nhà bếp, còn bên đây là không gian những cái phòng ngủ. Để em vô em phát cái phòng ngủ em quay cho anh chị xem. Đó, đây là toàn bộ không gian phòng ngủ. Thì bước vô đây thì cái bên tay trái của em, cái đầu tiên là cái nhà tắm nè, cái nhà tắm đầu tiên. Thì nhà tắm này cái cảm nhận của em là cũng là đồ original thôi, sử dụng thì ta tất nhiên hoàn toàn có thể sử dụng được, nhưng mà chỉ là đồ original condition thôi. Về nếu mình có tiền chút thì mình upgrade. Ở không gian phòng ngủ á anh chị, thường thường em để ý thì người Mỹ người ta rất là hay, người ta rất là hay gót thảm ở cái không gian phòng ngủ của người ta, tại người ta muốn ấm đi xuống, bước xuống ấm chân anh chị. Đó, đây là cái phòng ngủ đầu tiên. Cái size thì em thấy là cũng là standard size thôi. Rồi, giờ mình qua mình coi cái hệ thống. Ở đây thường như là cái hệ thống heater nè. Để em mở ra cho anh chị coi. À, đây, đây là hệ thống heater. Thì em thấy hệ thống heater này thường như là cũng là cũ, nhưng mà còn sử dụng được anh chị. Cũ là cũ, còn sử dụng được là còn sử dụng. Nó không phải là cũ nát nhưng chỉ là original condition thôi. Đó, rồi bây giờ em vô phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này thì em thấy là cái size thường như nó, em có cảm nhận là nó nhỏ hơn cái phòng ngủ hồi nãy. Đó, nó em có cảm nhận cũng hoác thảm và có cái view nhìn ra Bắc Giang. Rồi, bây giờ mình vô cái phòng ngủ thứ ba. Nhà này anh chị, em thấy là nó về nếu mà em có tiền chút thì em sẽ upgrade lại đẹp hơn nữa. Đó, đây là cái không gian master bedroom này anh chị. Master bedroom này em thấy cũng tương đối rộng nha. Đó, master bedroom. Như này ở cái tủ closet ở đây nè. Đây là một cái closet. Đây là một cái closet nữa. Và đây là toàn bộ không gian master bedroom. Và ở đây là cái bathroom của cái master bedroom này nè anh chị. Cái bathroom cũng original condition thôi, hoàn toàn có thể sử dụng, nhưng mà nếu mình có tiền chút thì mình upgrade thêm cho đẹp hơn nữa. Đã đẹp rồi, nay còn đẹp hơn nữa anh chị. Đây là cái không gian phòng ngủ thứ tư. Cũng rất là phòng ngủ này em thấy nó cũng tương đối. Thì em chỉ có thấy cái phòng ngủ thứ hai thì nó hơi nhỏ một chút thôi anh chị. Đó, đây là bốn không gian phòng ngủ. Thì tất cả mọi thứ đồ đạc về original hết, không có gì mà nói để nói nhiều về cái những cái phòng này. Cái không gian nhà này tới phải 2 phòng tắm rửa luôn nha chị, chứ không phải 2 phòng tắm nha. Đó, thì bên đây là cái phòng giặt sấy nè anh chị. Cái phòng giặt sấy. Và bên đây hình như là nửa cái nhà tắm. Đó, bên đây là nửa cái nhà tắm. Và bên đây là không gian gara. Double car gara. Rất là rộng rãi. Đậu được 2 chiếc xe trong đây nha. Cũng nhìn cũng rất là clean anh chị. Phía trên em thấy siêu quyền người ta cũng làm rồi, rất là cao ráo, rất là clean. Rồi đây là không gian phòng giặt sấy. Và đây là thì nó kết nối với không gian nhà bếp đó anh chị, để anh chị có thể dễ hình dung ra cái floor plan của nhà này. Đó, thì nó kết nối ra không gian nhà bếp. Rồi,
Bây giờ anh chị em mình cùng nhau ra coi cái đáng giá nhất của căn nhà này nha anh chị. Đó chính là cái view này nè anh chị ha. Đây là cái view, cái mà đáng giá nhất của căn nhà này. Nhà này nếu là nằm ở một cái khu hơn thành phố, khu neighbor bình thường của thành phố, anh biết cái giới dạng nhà này thì trùng lắm là triệu ba triệu tư, nhưng mà cái view này nó cặn thêm 300-400 nghìn đô của cho căn nhà này rồi. Và nhà này có đất nó rộng tới 12.000 square feet rồi anh chị. Đó, một anh chị thấy không, một rất là dài. Và đây là còn nguyên một cái bát gia rất là rộng nữa anh chị. Mà nếu anh chị nào nói nhà này trời đất đai gì tôi không thấy còn miếng đất nào để đâu, người ta bót xi măng hết rồi, người ta đâu có cho còn chỗ nào để tôi trồng cây. Nếu anh chị nói không có chỗ nào trồng cây thì em nhà này còn có một cái chỗ đất tới 12.000 square feet, anh chị nghĩ nhiêu đây chắc hết rồi. Nhưng mà không anh chị ơi, đợi anh chị coi phía sau nhà trước, rồi coi cái view này trước đi, rồi em sẽ nói là nhà, một cái điểm rất là hay của nhà này mà em cũng rất là thích nữa. Đó chính là nhà này còn có một cái lối đi xuống dưới, là nhà này nó nằm trên đồi mà anh chị, thì nó còn có một cái lối đi xuống dưới đây nữa. Anh chị coi nè, anh chị coi nó có một cái lối đi nữa nha. Và anh chị coi ở dưới đây, nhìn nè, đất vẫn là thuộc địa phận của nhà mình nha anh chị. Nhiêu đây đất anh chị có đủ trồng rau, trồng cây ăn trái không? Cũng đủ là một cái vườn rau nhỏ, một vườn cây ăn trái nhỏ nha anh chị. Và vẫn có view. Và phía trên là nhà mình. Trời ơi, đâu bằng nữa. Em thấy nhà này rất là hiếm có căn. Em rất là thích căn nhà này tại hiếm có căn nhà nào hơn. Em đi coi nhà nhiều anh chị, hiếm có căn nhà hơn biết nào mà nó cũng có một cái view như thế này. Tại vì em nói thiệt, nhà mà vừa vừa có view như thế này, 1,5 triệu, 1,6 triệu đối với em mà quá rẻ anh chị. Ở nhất là ở vùng Orange County này. Nhà này em nói thiệt với anh chị á, người ấy trình người ta đã nói là người ta cách đây khoảng hôm qua thì em gọi với người agent thì người ta nói là người ta đã có offer gửi vô rồi. Thôi không để anh chị chờ ông, em mời anh chị vào phần cuối video, em sẽ nói về những cái ưu và nhược điểm của nhà này nha anh chị. Sau khi xem xong ngôi nhà này thì cảm nhận của quý anh chị về ngôi nhà này, anh chị thấy ngôi nhà này như thế nào anh chị? Riêng em thì em rất là thích cái location của căn nhà này. Một căn nhà ở thành phố biển, thành phố mà có một cái view rất là đẹp, view thành phố. Thì bây giờ em xin chia sẻ về những cái ưu và nhược điểm của căn nhà này. Ưu điểm nhà này là gì? Cái quan trọng nhất của nhà này mà làm cho căn nhà này đáng giá nhất đó chính là cái location anh chị. Trường học thì tốt, cũng tương đối gần khu Việt Nam. Từ đây ra khu Việt Nam có 10-15 phút lái xe mà thôi. Rồi gần biển, ra biển có 5-10 phút thôi, gần như là nằm trong một cái prime location luôn chị. Neighbor tốt và đặc biệt nhất là cái view. Cái view này nó cộng cho căn nhà này thêm 3-4, gần cả 5,5 triệu đô. Cái view này chỉ giá khoảng 0,5 triệu đô em nói thiệt. Tại căn nhà này nếu mà nằm ở trong một cái khu Hanabit bình thường thì chừng 1,3-1,4 triệu đô là bình thường. Nhưng mà căn nhà này và cái condition thì cũng có thể mua in về đi được rồi anh chị. Cái floor plan thì em thấy nó cũng rất là open floor plan. Thì đó là những cái ưu điểm của căn nhà này. Còn cái nhược điểm của căn nhà này, nhà nào thì cũng có nhược điểm thôi. Nhược điểm thì em thấy sự thật là căn nhà này nếu anh chị có tiền chút thì mình sẽ về mình bỏ đầu tư vô, mình làm cho căn nhà này nó đẹp hơn nữa anh chị. Tại tất cả đồ đạc trong căn nhà này, ngoài cái dàn cửa sổ em thấy còn mới ra, em thấy dàn bếp nó tương đối là cũ rồi. Và dàn bếp cũ rồi, cái gara cũng hơi cũ một chút, hai cửa gara một chút. Nói hay là mình về mình thay thảm hay mình làm lại một số thứ thì nhà này nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Hay là nếu mình có tiền chút thì mình làm lại cái nhà tắm anh chị. Nên đó là những thứ mà em nghĩ là cái nhược. Nhưng mà em thấy là nhà này cũng không có gì nhược điểm gì nhiều, tại vì nhà cũ rồi, người ta bán cái giá, bán giá của nhà cũ. Nói về cái giá đi, nhà này đang được list với giá 1,650,000. Theo em cái giá này là một cái giá dưới giá thị trường so với căn nhà này, chứ không phải ở dưới giá thị trường. So tại vì hồi nãy em đòi em nói cái một căn kế bên nó bán 2,1 triệu, và em có hỏi người listing agent thì người ta nói bây giờ đang có offer cả 1,8 triệu rồi anh chị. Thì em nghĩ là
thì người ta biết dưới giá thị trường thì những người agent người ta cũng investor, người ta cũng thấy được cái tiềm năng của căn nhà này và người ta phải biết lên. Giống như người ta mua 1,8 triệu, người ta về người ta tân trang sửa chữa 100 ngàn, có thể người ta bán được 2 triệu, 2,1 triệu, 2,2 triệu, là chuyện rất là bình thường anh chị. Thì đây em thấy là đây là một căn nhà rất là tiềm năng, kể cả cho đầu tư hay mua để ở cho gia đình mình. Với một cái giá, giờ anh chị có mua 1,8 triệu, 1,850 triệu, em thấy cái giá đó nó vẫn là một cái giá rẻ anh chị, rẻ so với căn nhà này nha anh chị. Rồi, nếu anh chị thích căn nhà này, anh chị có thể liên hệ em qua số điện thoại 714-655-9715. Em là Tony Nguyễn, em cảm ơn rất anh chị rất nhiều đã dành thời gian để coi video của em nha anh chị.